mũ rơm khét tiếng ai không biết đến. Thuyền trưởng Luffy nhiều người yêu mến. Căng buồm ra biển ta cùng phiêu lưu, đồng đội có đủ ở đây thì ta ngày gì cũng nhau tiến lên. Haki trong người cả trong xương máu, sức mạnh tiềm ẩn còn được cất giấu. Nika Nika vì thần mặt trời, Joy Boy hiện ra ở trong trận đấu. Bước lên hòn đảo xử lý hết kẻ xấu xung quanh ta. Gear Seiken đập nát CP9, đụng đến đồng đội là điều cậu không tha. Có ước mơ trở thành vua hải tặc, muốn được ra khơi chinh phục vùng biển cả. Chú Sang tóc đỏ, sẽ gặp lại chú vào một ngày không xa.